Xin chào các bạn. Hôm nay phỏng theo một cái ý tưởng của khách hàng vui tính các bạn. Vị khách này rất là vui. Thì khách có mua một cái thùng HP Workstation Z440 các bạn. Và khách yêu cầu mình á là muốn khóa cái nắp máy lại các bạn. Tức là không có muốn ai mở cái nắp máy ra hết trơn á. Ví dụ khi giờ mình vặn ốc lại thì cũng sẽ có người mở. Khóa kiểu như là khóa người nhà các bạn. Mình cái cảm giác mình là như vậy. Thì có lẽ là anh muốn giấu tiền vô hay sao các bạn. Rồi ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lock một cái máy HP Z440 lại. Rồi đầu tiên thì đây là cái này là để thị phạm các bạn ha. Này chút xíu mình sẽ giấu vào. Rồi đầu tiên á, cái phương án thứ nhất á, là các bạn có thể mua cái ổ khóa nhỏ nhỏ như vậy. Và các bạn sẽ dòng ra phía sau của máy HP Z440. Thì các bạn thấy ở vị trí này nè các bạn. Đó, đây là có cái quai nè. Đó, thì cái này á, một á, là các bạn có thể dùng vậy. Rồi chúng ta khóa lại. Đó, thì như vậy là chúng ta cũng không có thể mở nắp ra được các bạn. À, tới đây là nó vướng rồi. Đó. Rồi, bên cạnh đó thì còn có thêm một cách thứ hai chuyên nghiệp hơn, professional hơn các bạn, và được HP hỗ trợ, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lock máy bằng cái công cụ của máy luôn các bạn. Rồi, đầu tiên là để mình tháo cái này ra đã. Cái chìa này thì mất công giữ chìa các bạn ha. Rồi, ok. Rồi thì đầu tiên các bạn HP đóng cái nắp máy là bằng cách á, là ở sau đây các bạn thấy đây có một con ốc này các bạn. Ở có một con ốc chúng ta có thể là dặn ốc này lại để cố định để nắp. Tuy nhiên đó là điều không cần thiết các bạn. Bởi vì bình thường vậy cũng không có tháo ra được. Tại vì đây có cái máu để cài lại rồi các bạn. Thì muốn mở nắp máy thì chúng ta phải bật cái này lên. Và sau đó chúng ta kéo như thế này. Đó, thì đây là bên trong của máy này các bạn. Đó, thì khi các bạn bật lên á, đó là các bạn thấy không, là cái này nó sẽ trượt xuống nè, trượt xuống. Đó, thì bình thường là cái khúc này nè các bạn, nó sẽ gầy lên cái thanh nhang này nè các bạn. Đó, thì giúp cho mình không có thể kéo nắp máy ra được. Đó, thì HP có trang bị cho mình một cái khóa, đây mình gọi là cái khóa từ các bạn ha, điều khiển bằng 500 điện đó các bạn. Đó, thì khi mà cái này nè các bạn, ở đây các bạn thấy có một cái trục kim loại rất là cứng các bạn, bằng thép các bạn. Thì khi mà cái thanh thép này nó trồi lên là ở chế độ lock, tức là khóa lại các bạn, thì cái nắp của mình đây nè, mình sẽ không có, nó sẽ không có trượt xuống được các bạn, nó sẽ chui xuống và nó giúp cho cái nắp này không có, nắp này mình không thể nào bẻ lên được, thì mình không có dỡ nắp lên được các bạn. Thì đó là cái cách mà mình sẽ lock cái nắp máy lại các bạn, dựa vào cái khóa từ này. Rồi thì cái cách để mà on off cái khóa này thì mình dùng một cái tính năng ở trong BIOS các bạn. Bây giờ mình sẽ khởi động máy để các bạn thấy nha. Rồi các bạn sẽ bấm phím F10 để vào BIOS Shop Utility các bạn. Rồi các bạn sẽ qua bên cái thẻ Advanced này các bạn. Sau đó chúng ta sẽ xuống cái chỗ là Smart Cover nè các bạn. Đó, rồi chúng ta Enter. Rồi hiện tại cái cover lock của mình đang đợi ở chế độ là Unlock, tức là đang ở chế độ mở khóa. Và chế độ mở khóa là cái thanh thép này các bạn nó đang thụt xuống. Tức là nó sát xuống. Rồi bây giờ là mình sẽ bật lên cho các bạn xem nha. Bạn sẽ chọn là lock, enter, và bạn chọn F10, ta seal lại. Rồi mấy bạn thấy khi máy khởi động lại nè, đó các bạn thấy không, chúng ta sẽ nghe cái cụp và cái thanh này nó sẽ trồi lên nè các bạn. Nó trồi lên thì nó sẽ cài cái nắp này lại, nó không cho cái nắp mình nó không cho cái đoạn này nó trượt xuống các bạn. Nó sẽ không chạy xuống được và cái nắp máy sẽ không có gỡ ra được. Thì bây giờ là đây ở chế độ này đang là ở chế độ khóa luôn đó các bạn. Các bạn muốn mở khóa thì các bạn phải vào BIOS, chúng ta chọn lại là Unlock. Mình thử cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào BIOS lại các bạn. Mình cũng qua cái thẻ Advanced, chúng ta xuống cái chỗ là Smart Cover, Enter. Và đây chúng ta sẽ chọn Unlock. Và sau đó chúng ta sẽ chọn F10 các bạn. Và chúng ta seal lại. Yes. Rồi bạn để ý nè. Đó các bạn thấy không, nó sẽ tự động sụp xuống. Và bây giờ là nó sẽ không có cài cái nắp mình lại nữa. Và mình có thể tháo nắp ra rất là dễ dàng các bạn. Rồi ok, bây giờ mình giả lập một tình huống thực tế như khách hàng mong muốn các bạn ha. Mình làm từ đầu. Rồi đầu tiên là mình sẽ mở cái nắp HP lên. Rồi xong rồi, cất những cái mình cần cất vào. Rồi sau đó là mình đóng nắp máy lại. Rồi mình đang đóng nắp máy lại các bạn. Rồi sau đó mình sẽ khởi động máy lên.
Rồi chúng ta vào F10 để chúng ta vào BIOS Shape Utility. Rồi chúng ta qua thẻ Advanced, chúng ta xuống chỗ Mask Cover, chúng ta Enter và chúng ta chọn Lock. Rồi sau đó chúng ta qua cái thẻ Main. Rồi System ID. Rồi sau đó mình sẽ gõ là quỹ đen 10 triệu. Giờ chúng ta F10. F10 chúng ta save lại. Rồi thì quỹ đen 10 triệu sẽ hiện ở đây nè các bạn. Đó, nó giúp mình nhớ là cái quỹ mình đang có nhiêu đó các bạn ha. Và bây giờ á là cái lock á, cái máy mình nó bị lock lại rồi các bạn. Các bạn không có thể nào dỡ được cái máy cái nắp là máy lên được các bạn. Không có cách nào khác luôn. Rất là cứng nè các bạn. Đây. Các bạn chỉ mở được lên tới đây thôi. Cái này đúng là nó phải lên một góc cao hơn nữa các bạn. Nè các bạn thấy không? Nè. Không thể nào ra được luôn. Bây giờ các bạn phải dùng nào vít hay gì đó các bạn nại cái máy ra, nó sẽ hư cái nắp luôn đó các bạn. Thì chúng ta mới mở được cái nắp này ra và chúng ta không cần phải dùng cái khóa này nữa. Đó. Ok, các bạn thấy thú vị không? Rồi, ok, đó là đôi nét về cái tính năng clock trên cái máy HP Z440, Z420 cũng tương tự luôn nha các bạn. Chúng ta không cần phải dùng cái ổ khóa này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, vui lòng giúp ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Cái chỗ này thì khi mà dùng như bao nhiêu thì các bạn sẽ thay đổi ha, để cho nó phù hợp với cái số tiền mà mình đang cất giấu trong kia.